Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki Nhật Bản, ông Oyaka Yoshimume, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao sự nỗ lực của Tập đoàn Mikazuki trong việc triển khai dự án đầu tư tại Đà Nẵng trong thời gian qua. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng dự án của đơn vị vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời đem lại một điểm nhấn nổi bật về du lịch cho Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy kỳ vọng thời gian tới, dự án của Tập đoàn Mikazuki sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục có thêm nhiều ý tưởng đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, ông Oyaka Yoshimume, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki đánh giá cao công tác phòng chống dịch của thành phố, tạo nền tảng quan trọng để thành phố khôi phục, tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời ghi nhận những sự hỗ trợ tận tình của thành phố đối với sự phát triển của dự án đầu tư của tập đoàn tại đây. Ông Oyaka Yoshimume khẳng định, thời gian tới tập đoàn Mikazuki sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều dự án du lịch hấp dẫn tại Đà Nẵng, đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.